Xin chào bà con. Vừa mới đây thì LG đã bán ra chiếc LG G4 với rất là nhiều tính năng hay ho. Và hôm nay thì Mark Channel sẽ dành hẳn ra một video chỉ nói về những điểm đáng giá cho chiếc máy này. Đầu tiên, hãy nói về màn hình. LG là hãng xung phong đi đầu khi trang bị công nghệ màn hình lượng tử trên LG G4. Thì đại khái màn hình lượng tử nó chính là những cái điểm tinh thể phát sáng siêu nhỏ ở bên dưới màn hình, làm cho ánh sáng phát ra sáng hơn, trắng hơn và đều hơn, từ đó suy ra là chất lượng ảnh sẽ tốt hơn. Theo lời LG công bố thì màn hình của LG G4 có độ chính xác màu sắc lên đến là 98% và độ sáng cao hơn 25% các thiết bị khác, và độ tương phản cũng cao hơn 50% so với màn hình LCD thông thường. Thì theo lời tuyên bố như thế thôi. Còn nếu để biết thêm chi tiết, chúng ta sẽ phải đợi vài ngày nữa mình sẽ so sánh chi tiết. Nhưng chỉ từ cảm nhận ban đầu thôi thì mình thấy đây cũng là một cải tiến cực kỳ lớn so với LG G3 rồi. Thêm một điều thú vị nữa, ngoài công nghệ màn hình lượng tử mới và độ phân giải cao lên đến 2K, thì mình có một điều khá thú vị về chiếc màn hình của LG G4 này, đó là chiếc máy này có màn hình cong, nó cong từ trên xuống dưới như này. Nó không cong nhiều như LG G Flex mà chỉ hơi cong thôi, chủ yếu là để bám tay hơn. Và theo lời LG nói thì màn hình của LG G4 cũng bền hơn đến 2 lần so với màn hình của các hãng khác. Mình chưa biết thực hư như thế nào nhưng mình nghĩ nó cũng có một phần đúng, bởi vì khi màn hình cong như thế này mà rơi đất thì cái phần cạnh trên và cạnh dưới nó sẽ chạm vào đất trước và gánh đòn cho cái màn hình. Vì thế khả năng màn hình vỡ nó sẽ giảm đi. Điểm đáng giá thứ hai của LG G4 đó chính là camera. Lên đến 16 megapixel, nâng cấp một chút khá nhẹ so với LG G3 là 13 megapixel. Nếu bạn nào dùng LG G3 rồi, có lẽ sẽ biết rằng LG cũng quảng cáo khá nhiều về camera của hãng này, nào là từ độ phân giải 13 megapixel này, cảm biến chống rung cơ học OIS này, lấy lens bằng laser siêu tốc này. Nhưng mà nếu các bạn dùng LG G3 rồi thì sẽ thấy thực sự camera cũng không hoành tráng cho lắm, chỉ dừng lại mức khá mà thôi. Và nhất là những lúc chụp ảnh thiếu sáng thì màu sắc sẽ khá là bệt và thậm chí có rất nhiều noise. Còn G4 đã được LG tuốt lại vẻ đẹp trai từ đầu đến chân, cảm biến độ phân giải cao hơn 16 megapixel, lớn hơn 15% so với cảm biến của G3, và khẩu độ cũng lớn hơn lên đến f1.8, lớn hơn cả Galaxy S6 khẩu độ 1.9 được quảng cáo dùng miệng khắp nơi. Khi LG G4 bán ra tràn lan thị trường thì mình nghĩ rằng ít nhiều S6 sẽ phải rẻ chừng. Nếu các bạn chưa hiểu rõ khẩu độ là gì thì đại khái khẩu độ là một số F. Số F này nó càng nhỏ thì khẩu độ càng lớn, dẫn đến ảnh càng sáng và làm hậu cảnh càng tốt. Ngoài cái việc là tăng kích thước cảm biến lên lớn hơn 15% so với G3 thì G4 cũng có thêm một cảm biến nữa, gọi là cảm biến quang phổ Color Spectrum. Thì cái cảm biến này làm cho màu sắc để hiển thị chuẩn hơn, camera sẽ thể hiện màu sắc đúng hơn mắt người nhìn. Chưa dừng lại ở đây, ngoài cảm biến màu này, cảm biến lens laser này thì LG G4 có cả cảm biến chống rung cơ học, nhưng mà cảm biến chống rung cơ học là 30, chống rung tốt hơn hẳn so với cảm biến chống rung cơ học bình thường của các máy khác. Kết quả của việc này là những bức ảnh thiếu sáng sẽ được chụp sắc nét hơn mặc cho tay bị rung. G4 còn có chế độ chỉnh tay cực kỳ bá đạo luôn. Từ tốc độ màn chập này, từ hẳn 30 giây lên đến tận 1/6000 giây cực kỳ nhanh. Là chỉnh cân bằng sáng, ISO, cân bằng trắng theo dạng thanh nhiệt độ trượt lên trượt xuống ấy, ảnh sẽ ấm hơn hoặc lạnh hơn. Là chụp ảnh raw luôn để về sau có thể chỉnh sửa thêm. Một tính năng cực kỳ bá đạo dành cho người yêu chụp ảnh. Và một điều cực kỳ hữu dụng nữa của LG G4 là máy này có thể bật camera lên cực kỳ nhanh bằng cách bấm 2 lần nút volume từ khi màn hình khóa. Máy sẽ mở camera lên và chụp ảnh ngay lập tức chỉ trong vòng 0,6 giây, nhanh hơn cả Galaxy S6 là 0,7 giây. Chưa dừng lại camera, điều đáng giá thứ ba vẫn là camera, nhưng mà là camera phụ ở phía trước với độ phân giải lên đến 8 megapixel. Nếu các bạn đã thấy gần đây các hãng thường cho camera độ phân giải cao, ví dụ Galaxy S6, HTC One M9, còn nếu như có một hãng quả táo nữa thì phải có 1,2 megapixel thôi. Nhưng mà 8 megapixel vẫn chưa đủ. Và thêm một điều nữa là các cái chế độ chỉnh Auto HDR chụp ảnh làm mịn da, ảo thủng đít chảo luôn, không cần camera 360. Mặt lưng là điều tiếp theo mình muốn nói với các bạn. Nếu các ông to bà lớn như kiểu là HTC này, Sony này hay Samsung này, tất cả thiết bị của hãng này, và năm nay thiết bị chủ lực đều bỏ đi cái việc là tháo được nắp lưng, thì LG G4 vẫn giữ nguyên cái thiết kế này. Nếu mà ai từng là fan của Samsung chỉ vì tháo được nắp lưng thì có lẽ bây giờ họ sẽ nghĩ là chuyển sang LG chăng? Việc tháo nắp lưng này giúp bạn thay được thế nắp lưng khác vào. Thì LG G4 có rất nhiều lựa chọn, từ da nhá, da thật luôn, rồi đến nhựa, đến sứ các thể loại. Và da thì bao nhiêu màu, xanh nhỏ tí vàng nó lên trắng, lựa chọn rất là sướng. Các bạn có thể mua máy này về và một thời gian sau mua nắp lưng khác thay vào. Điều đáng giá cuối cùng mình muốn nói đến đó chính là việc thay được pin và thẻ nhớ. Thì đây cũng chính là điều hưởng lợi từ việc tháo được nắp lưng. Cũng như mình vừa nói là cả Samsung, cả Sony và HTC đều không tháo nắp lưng mà không tháo được pin nữa, thì LG vẫn trung thành với thiết kế này. Khi nào bạn mà dùng cạn kiệt sạch pin ấy, chỉ phải thay cục khác cắm vào phát là dùng luôn, không phải đợi sạc, tiện hơn rất nhiều không? Và kể cả sau 1 năm hay 2 năm sử dụng, khi cục pin của bạn đã chai rồi thì đơn giản mua cục pin khác thay vào, không cần phải tháo bung bét máy ra.
Việc lắp được thẻ nhớ cũng là một điều cực kỳ tuyệt vời khi Samsung đã quyết định loại bỏ tính năng này trên S6. Lắp được thẻ nhớ ngoài cho bạn khả năng nâng cấp bộ nhớ rẻ hơn và trao đổi dữ liệu giữa máy mình và máy khác hoặc các thiết bị với nhau dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều. Đó, vậy thôi, vừa rồi là 5 điều mình muốn chia sẻ với các bạn về những điểm đáng giá chiếc LG G4. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích và mong chờ một video review của chiếc LG G4 thì hãy nhớ bấm like và đăng ký với Mark Channel để tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!